Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh đang đứng ở một cái nơi rất là nổi tiếng ở Bỉ. Và Linh cũng sẽ chia sẻ với mọi người trong cái video này. Tụi mình sẽ đi một vòng cái thành phố Bỉ và cái chỗ này để Linh chia sẻ về đường phố nè, cách họ trang trí đường phố và những món ăn, những cái tượng trưng của nước Bỉ ở trong clip này. Mọi người hãy đón xem, like, subscribe và share cho những người khác nhé. Cái quảng trường lớn này á, Grand Plaza hay còn gọi là Grand Place á, nó có diện tích là khoảng 20.000 mét vuông và được xây dựng vào thế kỷ 21. Cái nền ở dưới đây á, là bằng đá hoa cương nha cả nhà. Quảng trường này đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa nhân loại vào năm 1998. Rồi từng được đại văn hào Victor Hugo ca tụng đây là quảng trường đẹp nhất thế giới. Linh cũng thấy nó đẹp. Bây giờ tại vì là buổi trưa và trời hơi tối, hơi bị mưa cho nên mọi người nhìn không có lung linh lắm. Nhưng mà buổi tối khi mà có đèn lên thì nó rất là rực rỡ. Bao quanh cái quảng trường này là những cái tòa nhà tráng lệ cũng xây dựng, không phải cũng xây dựng, mà xây dựng từ thế kỷ thứ 14. Tạo nên một phong cảnh thật là đẹp và những cái hình trang trí của họ rất là sắc sảo, tinh xảo. Công trình kiến trúc cổ Gothic này điển hình được khởi công xây dựng từ năm 1402. Và cổng chính thì không nằm ở cái chính giữa giống như là mấy cái tòa nhà thông thường mình coi, mà nó có, nó giống như là cái hình vuông, cái nhà hình vuông hình chữ nhật. Tại vì mình đi mình thấy hình vuông hình chữ nhật và có nhiều cái đường đi vào. Bây giờ cái tòa nhà này đã từ thế kỷ thứ 16 nó đã trở thành một cái trung tâm hành chính. Rồi có rất là nhiều cái biểu tượng ở đây, nhưng mà mình thì chưa có đi hết mấy cái chỗ này, cho nên mình chỉ có thể giới thiệu sơ sơ một vài vùng ở đây. Và đến cái chỗ này thì mọi người thấy là khách tham quan cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ là hơi vắng một tí, chứ nếu mọi người coi cái clip ở chỗ này vào buổi tối thì mọi người sẽ thấy là quá trời đông người luôn. Rồi có nhiều cái dịch vụ giống như là trò chơi, bắn bong bóng. Rồi ở đây nè, mọi người thấy ngay từ đầu phim là đã có cái dịch vụ chạy xe ngựa rồi. Khu vực này thì rất là sạch và xung quanh thì có ở đây thì cũng có nhà hàng nhưng mà không nhiều, nhưng mà người đi tới mấy cái con hẻm đó, ở đây nè có rất là nhiều quán ăn luôn cả nhà. Mọi người sẽ thấy là Linh đến đây Linh ăn cái mì Nhật á, thì trong cái clip trước Linh có giới thiệu mọi người cái món mì Nhật thì nó cũng nằm sát cái khu vực này luôn. Mọi người đi đến đây á, thì nếu mà mình thích thì đi bộ, vừa đi tà đây nè Linh nói về xe ngựa mọi người thấy không, tại Linh không có đi xe ngựa, Linh muốn đi một mình tham quan và giới thiệu cho mọi người thôi xem. Ở cái tiệm này có nhiều loại bánh lạ quá. Linh không có vào trong cho nên Linh đã quay ở ngoài cửa kính cho mọi người nha. Chắc cái tiệm này là của những cái người mà Syria hoặc là Afghanistan á. Mấy cái bánh này rất là ngon, nhưng mà phải nói là cực kỳ ngọt luôn đó nha cả nhà. Ngọt lắm. Ai mà thích ăn ngọt là thôi rồi. Ở bên đây Linh còn thấy có một cái tiệm nữa, đây là bánh kép 3 đồng một cái, toàn là tiệm ngon thôi. Đây là những chai rượu mà có giá không hề rẻ một tí nào. Cái giá, một trong những cái giá rẻ nhất Linh thấy là 49, xa xa là 39, còn lại là 395 nè cả nhà ơi. Kinh khủng ha. Ồ, 395 nó làm gì đây? 435. Wow, mắc thật đây. Có nhiều loại rượu của nhiều hãng khác nhau. Đến thế của Nhật nè,
rồi của Trung Quốc, rồi những cái hiệu khác thì thôi lên thua rồi, tại mình nhìn cái chữ là mình biết thôi chứ không phải là mình giỏi về cái rượu này đâu. Khi mà đến Bỉ á, là mọi người nên ăn ăn bánh waffle. Linh á, thì không có ăn, tại vì một ăn một cái này thật sự là đi một ngày này là Linh chắc phải chạy mấy ngày nữa chứ không thể nào mà đi bộ đâu, tại vì cái người mình hấp thụ dễ quá, nó dễ bị mập ở cái nhà, cho nên Linh ăn uống rất là kỹ. Mọi người nhìn thấy bánh waffle sau đây á, là có rất là nhiều nhân, và họ bán cái bánh không á, là khoảng 2.5 đến 3 đồng, còn có nhân đồ lên á, này kia thì tùy loại thì nó có đến khoảng 5-6 đồng, 7-8 đồng cũng có. Và ở đây mọi người thấy không, phía bên trong họ đang rất là tất bật để làm đủ loại nhân và giao cho khách. Thì cái tiệm này là chắc cũng cái kiểu công nghệ cả nhà, nhưng mà có một số tiệm kiểu gia đình thì họ sẽ không mặc đồ đồng phục như vậy. Và mọi người thấy ở đây có nhiều loại sauce lắm nè, này bạn này đang chế sauce lên là sauce chocolate, nên là ai cũng háo hức đợi. Thật sự mình cũng muốn ăn lắm nha, nhưng mà mình nhìn cái bánh mình ngán qua đây là cái bánh nướng, cái lò nướng của họ này cả nhà. Mọi người thấy không, nó lúc nào cũng trong cái sức nóng kinh khủng để mà tạo ra những cái bánh ngon cho cái du khách thưởng thức. Đây là một cái cung đường khác, và mình nó cũng nằm rất là gần cái Grand Plaza. Nó mình cứ đi bộ vòng cái chỗ này nè, mình đi lên mình đi xuống, mặc dù cái chỗ này nó rất gần Hà Lan thì không có nhiều con dốc như vậy đâu, nhưng mà mình nghĩ bên Bỉ là nó sẽ không có dốc nhiều. Tuy nhiên ở đây thì Linh thấy Linh đi lên đi xuống mấy con dốc cũng dài, và mấy cái đường hiện tại đường ở đây thì nó sạch sẽ. Ở đây chắc là liên quan tới những cái giống như là gọi là hoạt động gì Linh quên mất rồi, mà có tự nhiên Linh quên mất tiếng Việt, sorry cả nhà nha. Nhưng mà có nhiều cái giống như là cái tòa thị chính rồi tòa làm việc của các đất nước khác nhau, cho nên họ treo cờ của tất cả các nước mà họ đang làm việc. Những tòa nhà ở đây thì không có cao lắm, nhưng mà nó vào cái mùa đông này nè, nó lại bị khuất bởi mặt trời ở cả nhà, cho nên nhìn trời nó cứ bị hơi âm u. Mà mọi người đi ở châu Âu mọi người sẽ thấy cái thời tiết nó kỳ lạ như vậy đó, nó âm u xám xịt nguyên cả ngày luôn cả nhà, chứ không phải là nó chỉ có một vài giờ hoặc là một vài tiếng. Mọi người thấy clip của Linh đi là mọi người đã thấy là Linh đi rất là lâu, mấy clip luôn, thì trời nó vẫn cứ như vậy. Mọi người nhìn bên phía tay phải nha, có người ta vẽ cái biểu tượng thằng bé đang đứng pipi á cả nhà. Thì cái biểu tượng này rất là nổi tiếng ở bên Bỉ mà Linh chưa có tìm ra, hy vọng là một chút xíu nữa Linh sẽ tìm ra cho mọi người, nếu không mọi người hãy đón xem vào clip lần sau nhé. Ở đây người ta đứng, người ta chụp hình của nó nè. Thôi thì mình đi để mình tìm coi có gặp cái biểu tượng này không, mình sẽ quay cho mọi người xem, tại vì nó cũng là một biểu tượng đặc trưng của nước Bỉ mà ai đến thì cũng đến Brussels thì cũng sẽ tìm tới cái tượng này để chụp hình. Đi xem tiếp phía trước có cái gì không, thì ở đây nó có những cái tòa nhà cổ và cũng lẫn lộn với những cái tòa nhà hiện đại. Ây da, mình vấp một cái viên đá, hên quá là cũng không có bị giật lắm, nếu không thì mọi người sẽ thấy cái clip của mình nó hơi rung rung nữa. Đi cứ cắm đầu cắm cổ mà nhìn vào cái màn hình, rồi bị vấp cái này vấp cái kia, bữa nào bị giật mặt một cái nhà ơi. Mọi người đi ở đây có thể là sử dụng các phương tiện công cộng là bằng xe bus hoặc xe train để tới cái chỗ này, thì tùy cái khu vực mà mọi người xuất phát. Mình ở đây mình đi bằng cái xe bus, xe train thì mình không có mua vé, mà mình Linh thì người châu Âu gọi là từ bên Hà Lan qua, thì mình chỉ có
đưa cái cạc cái thẻ tiền của mình vào là mình trả được. Và trong vòng một tiếng đó mình trả gì đó, trong vòng một tiếng thì mình đi tiếp tục. Còn nếu mà trong vòng một tiếng đó mình không có lên xe nữa di chuyển thì mình lại phải trả tiền tiếp theo. Nó hơi uổng tiền, nó hơi tiếc tiền một tí. Thật sự là mà nói là tiếc tiền đó cả nhà. Đây là chất biểu tượng của một người nhạc sĩ nổi tiếng. Linh không có coi là của nhạc sĩ nào, cho nên Linh chưa có nói cho mọi người biết là của nhạc sĩ nào và giới thiệu về cái người này cho nhân vật này cho mọi người xem. Để Linh đi đây là tiệm bán khoai tây chiên. Đúng là khu ăn chơi luôn á cả nhà, vừa ăn vừa chơi. Ở đây có quá nhiều tiệm sô cô la. Của sô-cô-la qua màn hình như thế nào nha. Thì ở đây có rất là nhiều chủng loại sô-cô-la khác nhau. Và mọi người biết là sô-cô-la của người cực kỳ nổi tiếng trên thế giới luôn á cả nhà. Họ đóng gói rất là đẹp. Mình vào đây mình cứ đi máy mình quay. Nhưng mà cái mùa này á lại không phải là mùa cho du khách tới mùa lạnh, nên đúng là mình không thấy có nhiều người đến mua ở trong cái nhà này. Họ có những người rất là khác nhau lắm, cái này họ bỏ lên mua ăn hết cái nhà này thì ngon luôn. Đây là những cái gói quà họ có sẵn như vậy, tiện cho mua nhà gia đình và thân gia đình. Cái này là kẹo, đây là sô cô la. Có những cái gói thì được nhỏ và bằng tiền cả nhà, khoảng từ vài đến 30 mấy.